Chiều nay, Ủy viên Dự khuyết Ban chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Chân chân thành phố Húng Đà Nẵng, Lương Nguyễn Minh Triết, có hút buổi tiếp đoàn đại biểu tạp chí Alun Bay, cơ quan lý luận và thực tiễn của Trung ương Đảng Dân dân Cách mạng Lào, do ông Kham Savay Sidavong, Phó hóa tổng biên tập tạp chí Alun Bay làm trưởng đoàn nhân chuyến thăm và làm việc tại thành phố Húng Đà Nẵng. Cùng dự có Phó Giáo sư Tiến sĩ Vũ Trọng Lâm, Phó tổng biên tập tạp chí Cộng sản, trưởng ban tuyên giáo thành ủy Đà Nẵng Đoàn Ngọc Hùng Anh và phó chủ tịch ủy ban nhân dân thành phố Ngô Thị Kim Minh Tại buổi tiếp, phó bí thư thường trực thành ủy, chủ tịch hội đồng nhân dân thành phố Đà Nẵng Lương Nguyễn Bình Triết bày tỏ vui mừng đón tiếp đoàn đại biểu tạp chí Alun Al Bay đến thăm và làm việc tại thành phố Đà Nẵng. Đồng thời cho biết, thành phố Đà Nẵng đã ký kết 35 biên bản hợp tác ghi giới đối với 7 địa phương của Lào và còn có quan hệ đặc biệt đối với 5 tỉnh Nam Trung Lào. Các chương trình hợp tác thời gian qua giữa Đà Nẵng và các địa phương của Lào tiếp tục gặt hái được nhiều kết quả tốt đẹp, góp phần phát huy tình đoàn kết hữu nghị giữa hai bên. Thông tin tại buổi tiếp, Ban tuyên giáo Thành ủy Đà Nẵng cho biết, sau khoảng thời gian chịu ảnh hưởng nặng nề bởi Covid-19, tình hình kinh tế xã hội của Đà Nẵng đã phục hồi mạnh mẽ và có nhiều chuyển biến tích cực. Công tác xây dựng đảng và hệ thống chính trị được chú trọng, thực hiện bài bản có chiều sâu. Việc triển khai thí điểm mô hình chính quyền đô thị đạt được một số kết quả bước đầu. Công tác cải cách hành chính xây dựng thành phố thông minh đạt nhiều kết quả tiến bộ. Hiện nay tại Đà Nẵng có 116 cơ quan báo chí hoạt động. Thời gian qua, các cơ quan báo chí đã thông tin phản ánh toàn diện các mặt hoạt động của thành phố, nhất là tuyên truyền trạm thét việc triển khai thực hiện đưa nghị quyết đại hội lần thứ 13 của Đảng, nghị quyết đại hội lần thứ 22 Đảng bộ thành phố và nghị quyết đại hội Đảng bộ các cấp đi vào cuộc sống, đấu tranh phản bác các luận điệu sai trái, kích động xuyên tạc của các thế lực thù địch, kết hợp tuyên truyền về chủ quyền biển đảo nâng cao hiệu quả công tác đối ngoại trong tình hình mới, đồng thời để mạnh tuyên truyền về năm đoàn kết hữu nghị Việt Nam-Lào năm 2022, góp phần tô thấm hơn tình đoàn kết bền chặt giữa hai đảng, hai nhà nước và hai dân tộc trong quá khứ, hiện tại và tương lai. Đáp lại sự đón tiếp trọng thị của lãnh đạo thành phố, phó tổng biên tập tạp chí Alunmay Al ông Khamsavay Vong bày tỏ sự ấn tượng trước những kết quả tích cực trong công cuộc xây dựng và phát triển của thành phố Đà Nẵng thời gian qua đồng thời thông tin một sonet nét nổi bật trong tình hình hoạt động của tạp chí Alun Bay và khẳng định dựa trên mô hước quan hệ bền chặt lâu đời giữa hai đảng, hai nhà nước, giữa thành phố Đà Nẵng và các địa phương của Lào, cũng như giữa tạp chí Alun Bay và tạp chí Cộng sản. Thời gian tới, tạp chí Alun Bay tiếp tục phát huy các kết quả đạt được, mong muốn tiếp tục có sự gắn kết mạnh mẽ hơn nữa với thành phố Đà Nẵng, góp phần vun đắp mô quan hệ giữa Việt Nam và Lào mãi mãi xanh tươi, đời đời bền vững.